Xin chào toàn thể các bác đã quay trở lại với kênh truyền thông Thiên Phú Audio. Trước mặt các bác đây là những cái dòng mạch súp nhé các bác nhé. Đây là chuyên là những cái dòng mạch súp điện đấy mà hôm nay chúng em lên sóng để giới thiệu với các bác và anh em nhé. Và hiện tại thì các bác đang có những cái mẫu súp đấy, qua thời gian 5 tháng thì nó đã bị hư hoặc là nó đã bị lỗi, đang có vấn đề hoặc là công suất nó yếu, không đủ đáp ứng được công suất. Nói chung là có rất rất là nhiều các cái lý do để các bác muốn là nâng cấp cho mình một cái chiếc súp đấy, nó chất lượng hơn, đúng không ạ? Và những cái dòng mạch này đó là một những cái dòng mạch rời đấy, mà khi mà các bác nâng cấp thì các bác sẽ tiết kiệm được rất là nhiều chi phí, thay vì chúng ta phải mua một cái súp mới đấy thì chúng ta lại tận dụng được cái củ bát này, nó còn của bác các bác này, hoặc là thùng của chúng ta vẫn còn, của bác vẫn còn đó. Chúng ta chỉ việc là nâng cấp một cái chiếc mạch cho cái công suất nó mạnh hơn đấy, oanh tiếng sâu hơn đấy, và nó chất lượng hơn, thì đây là một cái dòng mạch súp mà chúng em trong thời gian vừa qua để bán rất là chạy nhá. Đây là một cái dòng mạch mà được thiết kế bởi Nhật Bản và sản xuất tại Trung Quốc nhá. Đấy các bác này, rất là rõ thông tin này, rất là rõ thông tin nguồn gốc nhá. Đấy, vẫn là sản xuất tại Trung Quốc. Và công suất của con mạch này thì nó được đạt được là 300W. Đấy, 300W. Đấy, mắc của nó lên tới 600. Đấy, mắc là lên tới 600 nhé. Đấy, không gian tầm 25 cho đến 35 mét vuông, anh em chỉ cần dùng một con mạch này thôi, đảm bảo là đánh rất là căng tiếng, sâu tiếng nhé. Và đặc biệt con này thì nó lại là súp mà mạch điện lai hơi này. Đấy, anh em có thể cắm tín hiệu từ vang hoặc là âm ly qua cái cổng đường lai in này. Đó. Và nếu như anh em muốn chạy hơi thì anh em có thể cắm trực tiếp vào đây từ cục đẩy công suất xuống. Nhưng theo em là con này nó đã có mạch công suất rồi. Đó, nó đã có mạch công suất đây rồi. Đấy, cho nên là chúng ta không cần thiết phải chạy qua cục đẩy nữa, nó sẽ lãng phí một kênh cục đẩy của các bác. Thay vì là một kênh đó các bác đánh súp thì các bác sẽ đánh loa, đấy, mua thêm một cặp loa nữa. Đó, chứ không tội gì mà chúng ta lại phải câu qua một cái thiết bị mà chúng ta đã có rồi nhé. Đấy. Và ở đây chúng ta sẽ có là đường cắt tần số thấp này, có volume này, đấy, có đảo pha này. Và đặc biệt nhá, con này nó có thêm cổng un ba năng cho anh em. Đấy, cổng un ba năng nhá. Đấy, anh em có thể là cắm kết nối dây Canon. Đấy, cắt kết nối Canon vào đây giúp em. Đấy, giúp cho cái tín hiệu chúng ta đạt truyền tải nó tốt hơn và nó ít khi gặp lỗi hơn nhá. Đó. Rồi đây. Các bác lại có tiếp này. Một cái nguồn xuyến đồng nhá. Đấy, mạch nguồn xuyến đồng rất là đẹp, anh em nhìn này, đồng rất là đỏ nhé. Đấy, và nguồn nó rất là to. Đấy, đảm bảo anh em nhá, công suất là em báo với anh em là công suất thật nhá. Đấy, chạy liên tục 300 đến 350W. Đấy, anh em đánh súp bát 30 40 nhá, tùy theo cái củ bát anh em là thiết kế công suất nhá. Đấy, và cái công suất của mạch này nó là mạch có nát hát. Mạch có nát hát nhá, được trang bị là 4 con sò tô và 4 tụ này. Mạch có nát hát, một cái đời mạch rất là cao này. Đây, sò nó sẽ nằm hết ở bên trong này. Các bác nhìn bên trong cho em này. Đấy, và mỗi một cái chân trở này này, mỗi một chân trở sứ này nó sẽ là một con sò, 1 2 3 4 này. 4 sò. Đấy, 4 sò Toshiba và 4 con sò nhỏ này các bác này. Đấy, 4 sò Toshiba nhá và 4 con sò bù áp đây. Anh em này, đấy. Anh em nhìn chất lượng mạch đẹp chưa? Cực kỳ là đẹp luôn nhá. Đó, tụ của nó là mỗi một con tụ nó được 80V là 10.000 mi. 80V 10.000 mi anh em nhé, thì cực kỳ chất lượng luôn. Đó, em quay anh em rất là chi tiết nhé. Đặc biệt thì con này nó có thêm cả hệ thống làm mát và quạt gió luôn này. Đấy, ngoài cái thanh nhôm tản nhiệt ra thì nó sẽ có quạt gió này, anh em nhìn cái quạt bên trong này. À, đây, nó là đây. Đấy, quạt gió đây nhé. Đấy, nắm mát liên tục cho anh em chạy liên tục không sợ nóng. Đấy, chạy liên tục nhiều giờ không sợ nóng nhé. Đấy, một dòng mạch quá là đẹp rồi. Đấy, anh em nhìn nó rất là chất lượng luôn này. À, các bạn nhìn không? Đấy, rất là chất lượng nhé, hàng bao đẹp cho anh em. Đấy, hàng bao đẹp. Đó, nên là anh em có nhu cầu mua sắm với những cái dòng mạch súp siêu trầm này thì có thể liên hệ trực tiếp với Tuyên Vũ để được hỗ trợ nhé. Và xin chào các bác.